Rồi bây giờ mời toàn thể quý vị các bạn cùng đồng hành với Đúc Trần Channel. Chúng ta sẽ tham quan bên trong ha, thấy cung đường và khung cảnh quen thuộc ở khu vực Dinh Một, rất là đẹp, tuyệt vời. Giờ mình vào mình sẽ lắng nghe thuyết minh viên ở đây chia sẻ những thông tin. Ồ, bằng bánh nha. Bằng bánh nên thơm quá. Dạ, ai cần nghe thông tin thuyết minh thì mình tập trung đây. Dạ, họ sẽ thuyết minh cho mình nghe. Và xuất thân trong một gia đình công giáo và giàu có bậc nhất xứ sở Nam Kỳ thời bấy giờ.
Vào năm 1934, khi tròn 20 tuổi thì bà đã trở về nước và kết hôn cùng với vua Bà Đại. Và sau khi kết hôn, bà đã hạ sinh được 5 người con, 2 hoàng tử và 3 cô công chúa. Tuy nhiên vào năm 1947, bà đã quyết định đưa 5 người con của mình sang nước Pháp sinh sống. Và vào năm 1963 thì bà đã mất tại Pháp sau một cơn đau tim đột ngột, hưởng dương 49 tuổi. Và hiện nay, bộ phần của Nam Vương Hoàng Hậu thì vẫn còn lại trên đất Pháp. Còn về phần của Vua Hồ Đại thì ông đã mất tại Pháp vào năm 1997 và ông cũng là một trong số những vị vua có tuổi thọ nhất trong 13 vị vua của vương triều nhà Nguyễn. Còn về các người con của Vua Đại cùng với Nam Vương Hoàng Hậu thì hai người con trai đó là Thái tử Nguyễn Phúc Bảo Long nhì Hoàng tử Nguyễn Phúc Bảo Thắng thì đã lần lượt qua đời vào các năm 2007 và 2017 vừa qua. Cho tới ngày nay, chỉ còn lại ba cô công chúa Phương Mai, Phương Liên, Phương Dung vẫn đang sinh sống trên đất Pháp và tuổi đời đã trên 70. Và có một điều là hơn nửa thế kỷ trôi qua, kể từ ngày đặt chân sang đất Pháp thì họ cũng chưa bao giờ quay trở lại Việt Nam thêm một lần nào nữa. Đó là một số thông tin về gia đình Hoàng gia mà Diêm Mục gửi tới gia đình trong buổi sáng ngày hôm nay. Và sau đây là phần tham quan tự do của gia đình. Xin kính chúc gia đình có một chuyến tham quan tại Diêm Mục học được nhiều ý nghĩa. Đây là phòng của bà Từ Cung.
phòng nghỉ các quan. Đây là cái khu vực, đây là cái cơ quan bí mật ha, để đi xuống tới đường hầm thoát hiểm để ra sân bay trực thăng. Đây bé này. Dạ bé đó cũng không, bé đó không có. Thế thì cho nó. Dạ chủ mình chịu chủ mình đây. Hôm nay gió to.
gió quá tai. Chúng ta ra sân bay trực thăng. Đây họ có bán vé cho vào chụp hình với trực thăng nữa. Cái hầm họ lên từ chỗ nào á? Từ cái căn này. Đây là căn hầm mà từ ở trong tòa nhà sẽ đi xuyên qua đây. Ta đi tiếp cái khuôn viên để ra ngoài. Rồi, chúng ta sẽ trở ra ngoài thôi. Rồi, xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã cùng đồng hành và ủng hộ kênh Đức Phúc Trần Channel. Chúc chúng ta một ngày tốt lành, như là vui và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ hãy tiếp tục đi cùng nhau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Em chỉ rửa đấy, em không làm tô vậy đâu.